Rồi, xin chào các bạn quay lại với kênh Máy Móc Cầm Tay của mình nha. Hôm nay thì mình có một cái sản phẩm các bạn. Đây, bên hãng đã hết chương trình rồi nhưng mà bên mình có chương trình nha. Có nghĩa là khi các bạn mua một cái máy bô lông như thế này, mình tặng các bạn cái quà kia. Giá thì 1.850.000. Đó, thì đây chương trình đây là bây giờ không còn áp dụng nữa nha các bạn. Nhưng mà bên mình vẫn còn để là cho anh em với chương trình này. Thì mục đích là tri ân khách hàng, tại vì mình mới vừa tìm trong kho còn sót được 2 bộ rất đẹp nha các bạn. Đó. Thì cái body này đó, giá thì hơn gần 1.500.000 này, còn cái quạt kia thì giá cũng gần 1.000.000 nữa. 2 bộ này thì tính ra nếu anh em mua nếu mua lẻ từng phần á thì nó sẽ rơi vào tầm khoảng ngoài 2.000.000 đến 2.500.000 nha các bạn. Gần cái quạt này ngày xưa là 1.500.000 này. Và hôm nay thì mình có một số cái sản phẩm hay hay nữa các bạn. Một chiếc máy chơi game. Đây. Một chiếc máy kim sạc dự phòng luôn. Cái này dành cho mấy em nhỏ thích chơi game này. Và xài điện thoại thì có thêm một cục sạc dự phòng nữa. Đó. Căng thì đợt này mình giảm còn 140 một cái thôi. Một cái sản phẩm cũng khá là hay nữa. Đó là cái máy hút chân không. Đây các bạn. Cái máy hút chân không này thì dành cho mấy chị em hút thực phẩm đó các bạn, hút để bỏ vô tủ lạnh, tủ đồ để bảo quản được lâu á. Cái này thì mấy anh mua tặng cho vợ là ok nhất. Thì có thêm cái bộ đàm nữa các bạn. Đây bộ đàm được này, mình có bộ đàm của Baofeng. Hàng này là hàng chính hãng nha các bạn, bảo hành cho anh em 1 năm. Thì cái này thì dùng cho rất là nhiều công việc. Tí nữa mình sẽ view kỹ hơn cái bộ này cho anh em coi. Rồi bây giờ mình sẽ đi vào nội dung chi tiết. Đây các bạn, thì hôm nay thì mình có cái bộ này nè các bạn. Nó dành riêng cho 2 người thôi, một con vàng và một con đỏ. Thì sau chương trình này là sẽ không có hàng này nữa nha các bạn. Ở đây thì mình có 2 cái body nè các bạn. 2 body này công nhận là nó rất đẹp luôn các bạn. Hàng đế tông nó làm cái con này phải gọi là siêu đẹp luôn á. Một con bu lông màu vàng, một con màu đỏ. Thì 2 con này là giống nhau về ngoại hình. Khác, quên, giống nhau về mã số, thông số kỹ thuật hết, khác nhau về màu sắc thôi. Thì cái này thì mấy anh em mà có ô tô á bạn, hoặc là chúng ta xài bô lông bình thường cũng quá ngon nha. Nếu anh em bỏ con này đi theo là mở tất cả các con ốc trên ô tô thay bánh xe em đồ là bao ngon luôn nha các bạn. Đó, đây thì con này là mã là M21. Phiên bản này sao nó có chiếc Ferrari nữa các bạn. Đó, mã là M21 IWK550 Pro này các bạn. Con này là lực 550 N, có mã series dập nổi này các bạn. Máy rất đẹp nha các bạn, đét tông. Nói chung là càng ngày là đét tông nó làm máy càng đẹp. Đẹp lắm các bạn. Thì mình so sánh 2 con này cho các bạn coi. Hình thức này, riêng cọng dây này là đã ăn tiền rồi các bạn, đẹp quá đẹp luôn á, cọng dây này. Cọng dây đẹp quá đẹp. Mình nói chung là những cái con bình thường mình xài hay dùng những cái con kia này các bạn, mình thấy nó bình thường hết sức, nhưng mà tự nhiên mấy con này cảm thấy nó quá đẹp đây. Còn phím bằng đồ là nó làm không một chi tiết thừa nữa nha các bạn, không có ba vớ không có gì cả. Anh em cứ lên search cái mã này nha, M1 IWK550 Pro, giá trên thị trường là rơi vào khoảng tầm hơn 1.500.000 một con như thế này. Đấy, hơn 1.500.000 một cái body. Lực là 550 N, mình vẫn bảo hành cho anh em 6 tháng chính hãng nha các bạn. 6 tháng chính hãng. Khi anh em mua hàng thì mình sẽ viết một cái phiếu bảo hành cho anh em. Đây là những cái móc đeo của nó này. Đó, 2 con trong 2 hộp. Người ta định đế như thế này, rất là bài bản chỉnh chu như này. Và anh em khi mua một con như quên chứ. Đấy, cục pin nha các bạn. Cục pin thì anh em mình nếu mua một viên pin bên mình như thế này là 500.000 nha các bạn. Pin mình là cell là cell dung lượng 2000. Đó, cục này là 4A. Thì khi anh em mua này thì anh em yên tâm là cam kết đủ dung lượng, bảo hành 6 tháng, mạch là mạch 80A, công suất lớn nha các bạn. Nói chung là hàng này thì chất lượng rồi. Đó, khi anh em mà mua cục pin này mà kết hợp với cái máy này thì nó quá là đẹp luôn đó các bạn, hoàn hảo. Màu đỏ nó rất là trùng khớp luôn. Máy thì được khởi động rất là êm. Êm nhưng mà khi vào tải thì nó rất là mạnh nha các bạn. Có 2 con thôi các bạn. Quá đẹp. Đó. Động cơ là rootless nha. Bây giờ thì động cơ nào cũng phải rootless chứ các bạn. Thời buổi giờ thì người ta không xài động cơ than nữa đâu. Đó. Vì rút cái đít này ra để thay từ, thay đồ, kiểm tra từ cái đồ vệ sinh, nhói dầu nhớt rất là đơn giản, tiện lợi.
phải nói là sự kết hợp này quá đẹp các bạn. Nếu anh em mua thêm cục pin thì là 500.000 nha. Đây là cục pin bên mình. Anh em yên tâm, pin bên mình là bây giờ mình sử dụng những cái linh kiện tốt nhất hiện tại nha các bạn. Có nghĩa là linh kiện nào bây giờ đắt tiền nhất và ngon nhất thì mình sẽ sử dụng. Mình không nói là nó tốt nhất trong tất cả các loại pin, nhưng mà mình nói là linh kiện cho cái dòng này là tốt nhất hiện tại thôi. Tại vì mình đã nhập những cái đồ gọi là cao cấp nhất rồi. Pin thì loại pin thông phổ thông nha. Không, mình không đóng những cái loại pin cao cấp như VTC hay là Samsung, nhưng mà mình cam kết nó là pin anh em dùng ngon, 2-3 năm trời nó mới hư nếu mà anh dùng nhiều ạ. 21V 4A này. Rồi, đây là, còn đây là body. Đó, thì màu vàng thì nó kết hợp với màu đỏ này, nó không có đẹp bằng cái con đỏ này. Mình nghĩ là anh em sẽ chọn con đỏ đầu tiên. Nhưng mà con vàng này cũng không thua kém đâu các bạn. Cái màu vàng nó đẹp lắm nha các bạn. Màu vàng đây là màu vàng nghệ. Đẹp, đẹp từng, đẹp từng sang tây luôn á. Rồi, giá thì body này thì rẻ rồi, 1,5 triệu thôi. Rồi đây là cái con quạt mình mà nói trong video này các bạn. Nó khi anh em mua này sẽ được ưu đãi con quạt với giá cực kỳ rẻ. Lanh quanh con này nếu mà tính ra so với cái body này thì nó chỉ có lanh quanh 300-mấy ngàn một cái này thôi. Đó, thì trong chương trình mới có nha các bạn. Mình có được hai con thì nó sẽ có hai cái quạt cho các bạn. Đó, thì cái này thì quạt này đường kính cái lòng này là 40 nha. Đường kính lòng là 40 này. Đó, con này thì mình nghe cái tiếng mà nó bẻ tập tập này nó rất nó to lắm. Đó, con này là có khả năng đây coi, xoay ngược ra đằng sau luôn. Con này thì có hai cái kiểu dùng các bạn. Một là adapter đây, nó có chúng ta một cái adapter 20V này để chúng ta cắm trực tiếp vô xài. Hoặc nếu mà trong trường hợp cấp điện các bạn, chúng ta dùng trực tiếp cục pin Makita của nó luôn, cục pin đất tông của nó đó, chúng ta cắm vô đây để chúng ta quạt. Gió rất là mạnh các bạn. Cái đây mà ví dụ như cấp điện các bạn, cấp điện thì chúng ta có thể dùng nó để quạt cho con nít con đồ. Cái này thì nếu mà xài thì cục pin này mà xài cho cái này thì chắc cũng phải 6 tiếng nó mới hết pin các bạn. Nếu sạc đầy á. Có 3 cấp gió này bạn, 1 này, 2 này, 3 này. Thì con quạt này nó sinh ra để cho mấy anh em đi công trình á. Mấy anh em đi công trình để nghỉ trưa rồi đó, nó quạt các bạn. Thì rất là hay. Đây. Quay được 180 độ các bạn, 45 độ. Băm 45 độ, 180 độ này. Gắn pin vô gọn gàng cho mình nha. Thì anh em mua con máy này thì mình sẽ tặng cái quạt này. Nói chung là được ưu đãi chứ không phải là tặng gì các bạn. 1,850 triệu là gồm có máy và cái quạt nha. Đây là hai cái bảo hành của nó, gồm có máy và quạt. Tất cả sản phẩm này đều được bảo hành 6 tháng nha các bạn. Ok, 1,850 triệu. Body tặng quạt, pin là 500. Rồi tiếp theo là cái máy hút chân không các bạn. Thì đây, đây là cái máy hút chân không. Đó. Máy hút chân không thì nó nằm trong một cái hộp như vậy. Đây, khi mua á, thì mình sẽ kèm cho anh em là 50 cái túi. Đó. Cái combo này là có 50 túi nha các bạn. Đó. Thì khi anh em xài hết thì có thể lên Shopee, lên mạng đồ đặt túi. Bên mình là tặng kèm cho anh em 50 túi như vậy thôi. Đó. Đây là một cái combo nó nè. Thì ở đây mình đang có một cái máy như vậy, khi anh em táo hộp á thì nó sẽ tặng kèm cho anh em á. Đây là nói chung là nó kèm theo để mình về mình test máy test đồ á, là tầm chắc khoảng 10 cái. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 cái nha các bạn, mình xài mất 2 cái rồi thì mình tự máy á. Thì con này nó cũng khá là gọn thôi, không có gì là ấy cả. 35 phân ngang này. Đó, một con máy rất là đơn giản thôi các bạn, nhỏ gọn nhưng mà nó hay, mình thấy quá hay đi. Cái trong này này, tới nữa mình chế anh em cái cách hút nha các bạn. Đây nhiều khi mới mình cũng hơi lê hoay á, nó có nút này. Đó. Thì đây là con máy chúng ta, đây là cái nút vành xả này. Thì cái chất năng nó thì tuyệt vời quá rồi. Thì khi anh em mà mua thực phẩm về, mua rau thịt các bạn, muốn bảo quản trong tủ lạnh được lâu thì chúng ta dùng máy hút chân không để chúng ta hút cho nó ra hết cái không khí ở trong đó. Mục đích là nó giảm bớt vi khuẩn các bạn, vi khuẩn vi trùng với là những cái khí, những cái chất có hại trong trong không khí ấy. Nó bảo quản thực phẩm của chúng ta là lâu lâu bị ấy hơn. Ví dụ như mình hút theo cái điện thoại này các bạn,
Đây. Đây các bạn. Mình hút cái điện thoại không? Đây các bạn, thì mình sẽ hút từ cái điện thoại mình này. Đây, thì anh em lưu ý nha, khi hút thì cái máy này nữa, nó thiết kế là có hai ron trên ron dưới này, hai cái ron này. Thì chúng ta làm sao để cái miệng nó nằm trong cái khu vực này. Ví dụ vậy. Chứ anh em không chưa biết hút, có nhiều người vừa chưa hút để dài là nó không hút được đâu nha các bạn. Tại vì cái miệng nó không có nằm trong cái khu vực ăn, nó không trong khu vực. Tốt nhất là chúng ta sẽ nhét vô cái khe này. Đó, nhét vào cái khe đây này. Đó, nhét sao mà cho hai cái mi trên mi dưới nó nằm gọn trong này. Đó, thì cái lỗ này nè, cái lỗ này là cái lỗ hút chân không, cái lỗ này là cái lỗ để hút khí nè các bạn. Đó, chúng ta để cái này. Thì từ ép cái này là nó, chúng ta ép cái này xuống thì không khí nó sẽ nằm trong này. Đó, nó sẽ hút trong cái khu vực này. Nên chúng ta có thể dùng những cái túi to hơn các bạn. Những túi to hơn, cái túi to hơn tầm 30 phân tới này là nó hút được nha. Đây đây. Thì đây là nãy cái điện thoại mình nó to quá mình làm không được. Thì bây giờ mình lấy cái này nè để mình hút thử cho bạn coi nha. Đó. Thì đây, con thuốc nó đang nguyên vẹn các bạn. Anh em coi nó hút kinh khủng lắm, nó hút móp méo luôn cái con thuốc cho bạn coi này. Ví dụ đây là miếng thịt đúng không? Người ta từng hút để nó bảo quản các bạn. Đó, chúng ta để vô cái máy này. Nghe thấy không? Để vô đúng cái chỗ này, chúng ta ép lại. Để bảo quản thực phẩm rất là tốt các bạn. Rồi bấm nút một cái thôi nha các bạn, bấm một cái này. Các bạn bấm một nút này. Đó, anh em coi bắt đầu nó riết này các bạn. Đấy. Rồi nó hút hết những cái khí ở trong này ra nha các bạn. Đó, nó hút này. Mình phải công nhận là nó hút rất là cứng các bạn. Đây, nó hút không còn một hút móp cái gói thuốc này bạn. Có bao nhiêu con khí hút hết luôn. Đó. Đó. Khi nào nó chuyển sang màu đỏ là bắt đầu nó ép các bạn. Vì cái máy này đúng rồi. Khi chúng ta mở, chúng ta gỡ nút này, cái nút này là nút xả khí các bạn. Tên vừa nó lên đó nó mở đó. Đây thì ở đây là có một cái thanh nhiệt các bạn, khi mà chúng ta hút xong nó sẽ tự động nó kích lại cho chúng ta luôn. Đó, nó kích lại này các bạn, nó kích một cái đường này là nó cứ ngắt luôn các bạn. Như thế này thì chúng ta tự động là không cần phải kích nữa các bạn. Giờ anh em coi nó hút bóp được cái thuốc này, mạnh kinh khủng luôn. Hết mày. Nó mạnh lắm các bạn. Anh sang đi rồi quay cho đó. Để bây giờ mình hút thử một cái thực phẩm cho các bạn coi luôn nha. Đây các bạn, đây là trái táo đúng không? Ví dụ như mình để bình thường ở ngoài tự nhiên á, không khí á, là mình bảo quản rất là ít ngày luôn. Nhưng mà chúng ta đưa đây, thậm chí nó lên tới 2 tháng, 6 tháng nó còn chưa hư các bạn. Cái này, để là để như thế này các bạn. Nó có cái cử, cái nào đó. Anh em lưu ý là quay cái mặt bao bóng ở trên nha, cái mặt ngắm ở dưới. Đó, rồi, gấp lại này. Càng này lên, bấm nút, đang ngồi chờ đó các bạn. Đó. Các bạn coi nè. Bây giờ công nghệ hút chân không nó nằm trong tầm tay của chúng ta luôn các bạn, nó nằm trong tầm tay có mấy trăm ngàn thôi. Như thế này thì nó bảo quản, nó hút đến khi không còn một miếng nào, nó gồng máy lên này. Đó này, đúng rồi. Rồi nó kích trong đó, nó tự động nó kích lại cho chúng ta luôn. Mình nghe thử có tiếng nữa. Anh em lưu ý cái nút xả hơi nha các bạn, chúng ta phải xả cái hơi này ra nó mới mở nó dễ dàng được. Anh em coi này, cái táo nó hít như vậy thì bảo quản rất là đã luôn, không còn một miếng xíu hơi nào luôn các bạn, cực kỳ đã luôn. Để khi xài chúng ta chỉ cần cắt ra thôi, hút mạnh cửa đó các bạn. Đây, ta lôi cái này ra. Đó, thì anh em nào mua đúng cái máy này thì chắc chắn là nó sẽ có ba cái vị là mình đã dùng rồi. Thì mình sẽ xin lỗi anh em tại vì mình mượn anh em ba cái nha. Đây cái ví tiền của mình nữa các bạn. Cái tiền mình đang căn phòng rất là nhiều tiền này, nó căn phòng này. Bây giờ mình hít lại cho bạn coi nó rít kinh khủng. Đó. Đây các bạn. Nhiều tiền. Để ở giờ này. Rồi, bấm nút. Đây. Đang hít các bạn. Đang hít này các bạn. Khi nào mà nó gồng lên là nó đỏ này các bạn, nó gồng nó đỏ ra là nó ép này. Nó đỏ nó ép là chuẩn bị nó dần đúng rồi. Rút cái van khó liền. Mở ra đơn giản. Con này các bạn. Nó hít là cái ví mình nó móp méo luôn các bạn. Kinh khủng. Quá hay nha các bạn. Nhưng bây giờ là bảo quản cái ví mình luôn. Ok, giá là các bạn. Giá khi các bạn mua thì mình
sẽ có kèm cho các bạn là 330.000, là có kèm cho anh em là 50 cái túi luôn. 330 là kèm 50 cái túi này. 50 cái túi như thế này. Đường kính là 18 phân nha các bạn, 18 phân và cao 25 phân. Đó, 50 cái túi như thế này. Giá 330, ok. Rồi, hôm nay mình sẽ cho các bạn một cái sản phẩm rất là hữu ích nha các bạn. Thì cái này hữu ích cũng có mà gọi là hay ho, rất là hay. Đây là một bộ đàm của Baofeng. Baofeng một cái thương hiệu rất là lớn của Trung Quốc. Con này thì tất nhiên là nó sẽ sử dụng cái sóng radio của anh để nó kết nối rồi. Thì khi Baofeng là cái dòng đầu bộ đàm mà hiện tại rất là nhiều công ty bảo vệ, rồi rất nhiều cái cơ sở kinh doanh hay là những cái công trường người ta sử dụng nha các bạn. Thậm chí là những đoàn làm phim người ta cũng sử dụng cái này rất là nhiều. Thì được cái là giá nó rẻ nhưng mà cái đầu đàm thoại nó rất là rõ ràng, và hơn nữa là nó bền bỉ các bạn, nó rất là bền. Thì ở đây thì khi anh em mua về thì anh em sẽ được một cái hộp như này, và bộ đàm thì chúng ta phải tối thiểu là có hai cái nha các bạn. Bộ đàm là tối thiểu hai cái. Thì đây là một cái hộp khi chúng ta mua về nó rất là đầy đủ như này. Đây là cái sách hướng dẫn sử dụng, không cần quan tâm đâu. Đây là hai cái cọng tai nghe này. Trong bộ nó thì cũng sẽ cùng có hai cái đế sạc các bạn. Để mình lấy cái tay mình cho coi. Đây là hai cái anten này. Đó, hai cục pin. Đó, hai cái móc. Đây là cái móc lưng. Hai cọng dây để đeo này các bạn, và hai cái đế sạc. Đây đế sạc. Cái đế sạc này thì chúng ta phải cắm vô. Cắm vô để chúng ta sạc. Ở đây thì một bộ nó gồm như này. Khi anh em về thì anh em sẽ tiến hành là lắp ráp lại như mình á. Đây là một cái lắp ráp hoàn chỉnh này các bạn. Đó, lắp ráp hoàn chỉnh thì nó sẽ ra như này. Và nó dây nhựa rồi cặn ven như vậy này. Cái này là cái kẹp để chúng ta kẹp lên lưng quần, thắt lưng này kia các bạn. Pin nó thì chúng ta muốn mở ra thì chúng ta chỉ việc là pin nó thì gạt cái này xuống các bạn, là chúng ta có thể tuột cái pin ra. Thì cục pin nào mà mới mốt chúng ta có thể đóng lại được nha các bạn. Chúng ta có thể mở ra chúng ta đóng lại được. Pin này dung lượng nó cũng chỉ có 1.500 thôi. Đó. Thì cái bộ này nó có chúng ta một cái thiết bị, nó là cái cọng tai nghe này. Cái cọng này mục đích là ví dụ như anh em để ý khi anh em đi nhậu các nhà hàng đó, những nơi mà ồn ào đó, thì không thể nào mà nó để mà miệng nó nói được. Thì này nó sẽ gắn lên lỗ tai. Thì nó cái này là nút bấm lên đàm thoại này các bạn. Bộ đàm thì nó có hai cái rắc này, chúng ta mở ra chúng ta gắn hai cái rắc ở chỗ đây. Đây này các bạn. Đó. Thì chúng ta gắn này vô để chúng ta đàm thoại, nó có điều kiện mà ồn ào hay là kín đáo các bạn, ví dụ như nhà hàng khách sạn người ta sẽ đàm với nhau á. Trang bị này thì cái bộ nó nguyên bộ là nó như thế này. Để khi mà chúng ta sạc thì chúng ta chỉ việc gác lên cái đế này thôi. Gác lên cái này, đỏ là nó sạc, xanh là nó xong. Thì đây bên mình thì ví dụ như hai anh em đi làm việc với nhau mà ví dụ như thờ điện đó các bạn, một người tầng trên một người tầng dưới, hoặc là một công trình lớn thì tầng trên tầng dưới, hoặc là chỗ này chỗ kia, thì chúng ta phải cần như vậy, chúng ta đàm thoại liên tục nha. Các bạn không thể nào dùng điện thoại mà cứ bấm gọi liên tục, nó cũng rất là bất tiện. Cái này cứ bấm lúc là gọi. Đó, một bên bấm là một bên nghe các bạn. Thì ví dụ như anh em có thể mua, ví dụ như mình bán cho anh em tối thiểu là một cặp. Đây là một cặp thì anh em mua một hộp nó dược như vậy. Còn ví dụ như anh em ví dụ như ở nhà là có hai người đúng không? Hoặc là ba người đây, ví dụ công trình anh em cần ba cái thì anh em có thể mua lẻ một cái như này. Đây là cái lẻ nó này. Mua thì một bộ nó thì sẽ vẫn là một sạc, một máy, một cặn ten. Nói chung là đầy đủ. Như này. Đây, một máy hoàn chỉnh thì nó mình sẽ bán cho anh em, ví dụ như anh em cần 3 cái thì mình sẽ bán cho anh em 3 cái. Và việc cái việc chúng ta muốn kết nối với nhau thì chỉ cần anh em để ý đây, nó có hai cái nút đúng không? Mình giới thiệu hết cái nút cho bạn coi luôn. Đây là cái nút nguồn này. Đó, nút nguồn thì nó kim luôn âm lượng, chúng ta xoay mất này là nó cái tạch là nó đang làm là cái tạch một phát là nó đang khóa. Chúng ta xoay lên này. Đó, chúng ta xoay hết cỡ nào nó lớn nhất này các bạn. Đó, cái âm lượng rất là to các bạn. Và trên này là cái nút kênh. Thì một con bộ đàm Baofeng nó sẽ có 16 kênh. Anh em xoay 1 này. 2, 3, 4,
7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Đó, shifting là cây cuối nha các bạn. Ví dụ chúng ta muốn ba cái bộ đàm này nó kết nối với nhau thì chúng ta sẽ xoay nó cùng một cái kênh. 11, 1. Đó, bây giờ mình để cái kênh 1 này. 2, 1. Đó, bên này cũng vậy các bạn. Chúng ta mở lên, chúng ta xoay qua. 2, 1. Đó, cái này cũng vậy các bạn. 1. Đó, bây giờ là ba cái là cùng một kênh thì chắc chắn nó sẽ kết nối lại với nhau. Alo, alo, 1, 2, alo. Đó, khi bấm là hai đèn sáng này. Alo, alo, 1, 2, alo. Khi chúng ta ở gần các bạn, ở gần thì nó sẽ bị nhiễu nha bạn, nếu chúng ta ở xa là không còn nhiễu nữa. Alo alo 123 alo alo alo. Alo alo. Đó, đây là khi chúng ta ở xa thì nó rất là rõ các bạn, ở gần thì nó bị nhiễu sóng. Nó hú. Hoặc là chúng ta có thể bấm bất cứ một cái nào thì tất cả các con lại sẽ nghe các bạn. Đó, và và ví dụ như anh em muốn kết nối 100 cái với nhau cũng được các bạn. Cái cùng một kênh là người ta sẽ ngang. Ví dụ như chúng ta vô một cái công trường mà một đội hình chúng ta 20-30 người thì mua 20-30 cái như thế này thì bấm một cái là tất cả người sẽ nói được. Đó. Rất là hay nha các bạn. Thì nên mình nói là nếu anh em mua bao nhiêu cái mình cũng bán nha các bạn. 1, 2 cái, 5, 6 cái gì đó là mình đều có hết. Nó kết nối được một hệ thống với nhau luôn. Một bộ như này thì giá là 420 ngàn các bạn, là hai con. Đó, khi anh em mua là được hai con như thế này, hai đúc hai đế sạc là 420 ngàn. Nếu anh em mua ba con thì anh em chia đôi số tiền này ra là 241 một con nữa nha các bạn. Anh em mua lẻ là 241 một con, một con như là 241, hai con là 420. Ok rồi, cái sản phẩm này thì dành cho mấy anh em mà muốn quay lại cái thời tuổi thơ, cái thời mà chưa có điện thoại các bạn, thì chúng ta hay chơi game trên cái những cái máy, những cái đầu tivi á, những cái bộ tivi. Thì ở đây thì hôm nay thì mình sẽ tái hiện cái bộ này lại bằng cách là mua đặt về cho anh em cái này. Thì cái cục này với nó thiết kế theo kiểu hiện đại. Đầu tiên nhìn nó như là một cái sạc dự phòng các bạn. Thì con này nó chứa một quả pin trong này là 8000 mAh. Đây, 8000 mAh này. Thì chơi game con này rất là lâu nha. Nếu mà chơi game không rất lâu. Còn anh em có thể tận dụng con này để dùng làm sạc dự phòng cho điện thoại luôn. Đây các bạn, nó thiết kế là hai lỗ sạc điện thoại và một lỗ sạc vô này. Đó, khi anh em sạc vô anh em xài nó sạc ra 8000 thì anh em sạc được khoảng tầm hơn một lần cho cái điện thoại iPhone. Đây, thì trên này thì nó sẽ có cái màn hình. Đó. Chúng ta sẽ có cái nút nguồn ở dưới này các bạn. Chúng ta sẽ bật nguồn lên này. Rất là dễ đâu, mở nguồn lên này các bạn. Đó. Thì trên này nó sẽ có cái loa và đây là mức báo pin các bạn. Báo pin dung lượng này. Đó, đây là cái loa của nó này. Đó, thì ở đây thì cái bộ này thì nó tích hợp chúng ta tới là 416 trò chơi. Rất là nhiều, 2 con USB, 416 trò chơi. Đó. Và những cái trò mà không thể nào mà bờ để mình mở âm lượng nó lại. Những cái trò mà không thể nào quên trong cuộc đời của mỗi con người đó là đây các bạn coi. Contra này các bạn, Contra là không, mình nghĩ là những cái người mà 8X, 9X là không thể nào mà không biết cái trò này được nha các bạn. Đây Contra. Này, một trò rất là hay luôn. Chơi thì nó y như cái máy hồi xưa các bạn. Đó. Trò chơi siêu kinh điển ngày xưa các bạn. Hoặc là chúng ta sẽ có những cái trò siêu kinh điển nữa các bạn, có những trò rất là hay như ninja này các bạn, những cái trò mình cũng hay chơi á. Super Mario đó các bạn, để mình tìm Super Mario cho các bạn. Một cái trò siêu kinh điển đó là Super Mario này các bạn, vào này nút chọn này. Đó, anh em coi không? Rất là bảnh tỏn. Bây giờ chúng ta vào game luôn nha. Đúng rồi. Nó nhảy tưng tưng này. Siêu kinh điển nha các bạn. Trò này là siêu kinh điển. Nắm rùng Mario thì cái trò này thì nói chung là không ai mà không biết cái trò này hết trơn các bạn. Đó. Mua về cho con mình nó giải trí, nó rời xa cái điện thoại luôn các bạn. Rồi mình giới thiệu lên qua nhà thôi nha. Đó. Thì một thiết bị như này thì mình bán là 350 nha các bạn. Cái bộ này thì 350 nha một bộ. Đó, máy chơi game. Đây là cái nước chai lau kính nha các bạn. Cái chai này dùng để lau kính này. Hồi trước mình có nói rồi, khi anh em mà đi xe mà kính nó bám nước
mà nó dính động hột 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 trên kính đó các bạn. Thì chúng ta mua cái chai này chúng ta lau lên cái kính, nó phủ một lớp nano ở trên đó. Thì sản phẩm này là của 3M, anh em yên tâm nha, hàng này nhập khẩu Thái Lan. Này, nó có cả cái tem phủ cho anh em bạn này. Quên, đây chứ. Đó, hàng này là made in Thái Lan nha các bạn, hàng tem phủ. Cái này mình bán khá là nhiều rồi, bữa nay nó về lại. Thì khi anh em mà mua cái này á, cái bộ nó cho mình một cái bao tay với một cái khăn. Đó. Cái khăn lau này các bạn. Thì chúng ta về chúng ta cái này chúng ta đổ lên kính, chúng ta ngâm trong vòng 2 phút rồi chúng ta lấy đồ chúng ta lau sạch là nó tạo ra một lớp nano nó bám lên kính. Khi nước vô thì nó sẽ động hột nó tuột nha các bạn, chứ nó không có bị bám kính này như là ấy. Thì cái đây anh em mua gọi là cái chai mà lau kính đó bạn, chống bám nước kính á. 3M này. Sản phẩm này nhập khẩu Thái Lan, anh em yên tâm tại mình bán rất là nhiều rồi. Đây các bạn, thì nó sẽ tạo nó bị động nước này, thì chúng ta làm thì nó sẽ tuột hết. Và khi anh em mua thì nó sẽ tặng kèm một cái khăn nhỏ, nhưng mà để hay hơn đó, chúng ta nên mua một cái khăn như mình này. Đó, cái khăn này là cái khăn 3M, kích thước là 30-60 dùng để lau xe các bạn. Cái khăn này thì lau xe thì nó đã lắm các bạn, nó hút nước cực kỳ nhanh, nó thấm hút cực kỳ tốt luôn. Và kích thước này là kích thước to, giá chỉ có 20.000 một cái, anh em mua 5 cái 500.000 này các bạn. Giá là 5 cái 100.000 nha các bạn. Và anh em mua chai này thì 150.000 nha, chống bắp kính nước này. Đây các bạn, thì căn bên mình á thì đợt này mình giảm giá thêm cho anh em 10.000 nữa, đó là 101.000 các bạn. Đây, giá 101 này. Đây đây là căn lụa điện Nhật. Nó có các màu này các bạn, nhưng mà màu mình chọn ngẫu nhiên nha các bạn. Đó, tại vì mình không biết nó là màu gì luôn. Thì đây là một cái căn mình mở sẵn này các bạn. Thì khi anh em mua về anh em mua cho mình hai cục pin bỏ vô rồi đóng lại là được cái căn. Rất đơn giản như vậy thôi. Chỉ có 101 các bạn, mua về theo dõi sức khỏe gia đình mình nha. Đây, thì trên cái căn này nó sẽ có là nhiệt độ và ký này các bạn, miếng kính cường lực này. Đó, thì giờ mình thử một căn các bạn. Khi anh em căn lưu ý nha, nhà chúng ta có ô gạch, chúng ta để trong cái vùng an toàn của nó này. Đó, thì chúng ta bắt đầu căn, cho nó về không không rồi căn nha các bạn. Đó, thì mình thử một căn. Đó, hiện tại là mình 67 ký rồi các bạn. Đó, đây, cái căn này nó rất là chuẩn nha các bạn. Căn nó cũng như những cái căn bình thường, nhưng mà được cái hàng nội địa Nhật thì chắc chắn nó sẽ bền hơn rồi. Nó bền và giá nó là rẻ nữa các bạn. Giá 101 cho một cái căn như thế này nha các bạn. Ok. Hôm nay mình giảm giá cho anh em thêm cái xe này nha các bạn, 90.000 một xe này. Đó, cái xe đẩy. Đó, thì anh em khi mua về thì chúng ta lột cái này ra. Có cái nó không có bao nha. Có cái có bao thì lột ra chúng ta gắn bánh vô. Quá đơn giản. Tải trọng thì anh em khỏi là bàn rồi, 22 kg. Anh em để những cái đồ lặt vặt trong nhà. Hàng mình là hàng mới, anh em chưa có xài nha. Cái giá của con này bên Singapore, giá con này nó bên Singapore nó là rất là nắc tiền các bạn, nó 1.8 triệu bên Singapore đấy. Đó. Khi có cái việc này nó rất là nhỏ gọn các bạn. Đó. Thì mình ví dụ như trong nhà chúng ta có những cái đồ để kéo bạn. Ví dụ như đây là những cái bánh xe. Một túi như này thì nó sẽ là khoảng 20 kg. Đó. Thay vì á chúng ta xách đi nó nặng nề quá à, bỏ lên xe kéo này. Nó đơn giản hơn. Đó. Hai bị là cũng vô tư luôn nha các bạn. Đó, một cái bánh xe. Một cái bánh tài liệu bạn, bánh xe mình này. Một cái nó là 2 ký mấy các bạn. Đó. Đây là 10 bánh là 2 mấy ký này. Nó phải là toàn tem luôn. Hoặc là nhà chúng ta sẽ có những người là có những cái bình nước như này nè. Đây. Thì khi mà đi đổ nước các bạn, những cái bình này là 20 kg. Không thể nào mà một người phụ nữ mình giá 20 kg đi mà khỏe được đâu các bạn. Chúng ta mua cái bình này chúng ta kéo. Toàn tem như thế này. Kéo lên tem. Đi không hơi thân ngại. Thì giá đợt này là 90 nha các bạn. Giá đợt này là 90. Nó xếp. Giá mình thanh lý được này là 90.000 nha. Ok. Thì đầu tiên thì mình giới thiệu lại cho anh em cái dây đèn mà đây này. Hôm nay mình giảm giá cho anh em cái dây này luôn nha. Đó. Thì đây là một cái dây đèn. Nó gồm có 15 cái bóng đèn. Đó. Cái dây này là 15 bóng đèn này các bạn. Thì đợt này mình chỉ còn là 15 bóng thôi. 20 bóng này mình hết rồi. Đó. Thì đây. Dây nó thì rất là chắc chắn các bạn. Khớp này là bằng nhựa này. Chúng ta có thể treo cái này lên. Rồi ở đầu thì ví dụ như anh em mà ở nhà mà sân vườn chúng ta nó dài á thì chúng ta có thể mua hai cọng như này các bạn, hai cọng như này
thì ở cuối mỗi cái đầu á, cái đầu đây nè các bạn, ở cuối mỗi cái đầu, ví dụ như đầu đây thì nó sẽ có một cái rắc và nó khóa lại để trong nước các bạn. Cái này là cái nắp trong nước rất là hay nha, cái này nó làm nói chung là nó rất là bài bản, nó có luôn cả cái nắp trong nước của chúng ta này. Đó, ví dụ như chúng ta muốn kết nối lại, ở đây là một cộng là 10 mét thì chúng ta kết nối hai cộng là 20 mét nha. Đó, thì đây là cái rắc rắc rời nó này, cái rắc này là thì khi chúng ta muốn kết nối với nhau thì đây nó có sẵn cái rắc này, chúng ta cắm vô thôi. Đó, chúng ta cắm đúng như thế này này, rồi chúng ta khóa cái này lại. Đó, đảm bảo là chống nước nha các bạn, cái này là nó sẽ chống nước cho chúng ta luôn. Đây, nó như này là chống nước hoàn toàn. Đó, anh em yên tâm. Thì ví dụ như chúng ta mà có được nhà chúng ta muốn lại 20-30 mét gì đó thì có thể kết nối lại nhiều dây hơn nữa. Mỗi dây thì nó 15 bóng, anh em muốn dài bao nhiêu và với số lượng bao nhiêu bóng thì chúng ta có thể tự động chúng ta kết nối lại với nhau nha. Giá thì nó rẻ nhất thị trường rồi các bạn. Đợt này mình Thanh lấy chỉ còn 115 ngàn thôi. Các cái chui này là chống nước hoàn toàn nha các bạn. Đó, khi chúng ta treo ấp thì nó sẽ không bị lọt nước đâu, nó đúc. Đây nè, nó vận động và đàng hoàng nha các bạn. Thì đây, thì mình cũng ở nhà mình làm cái dây này nó sáng lắm các bạn. Cái dây này nó chịu tải cũng nhiều nha. Một cái đèn mình là 9W các bạn. Thì ở đây 15 đèn á, là nó cũng sẽ rơi vào cho một đèn 10W 150W cộng với cái đèn lớn là 200W đó nè. Cái đèn này bên mình đang làm 200W này các bạn. 200W thì cái dây này nó chịu tải gần 300-500W gì đó, rất là nhiều nha. Đây các bạn, thì kết nối thì chúng ta đây các bạn, mình cắm điện đây và đưa lên dây kia, rất là sáng các bạn. Cái này thì anh em có thể mua những cái đèn nó thấp quá hơn, ví dụ như 3W, 5W để trang trí cho nó tiết kiệm nha các bạn. Nó sáng, ánh sáng nó không cần phải sáng như mình đang làm thắp sáng thì nó phải cần nhiều. 115 ngàn một cộng này. Rồi, hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho anh em một cái combo, đây là gọi là combo thần thánh các bạn. Đó, thì mấy anh em ở trong cái nghề DIY thì chắc chắn là sẽ rất là thích cái combo này bởi vì nó rẻ. Một cái mô hàng này thì có khả năng là thay thế đầu nha các bạn. Cái đầu này thì bên mình hiện tại là chưa có bán, thì anh em có thể mua ở trên mạng hoặc là đấy, nhưng mà khi đi theo thì nó đã có một cái đầu như này rồi. Sensor bằng sứ nha các bạn. Đó, thì cái sensor nó bằng sứ nên nó rất là bền. Đó, có thể thay thế dễ dàng này. Mai mốt mà anh em ví dụ như cái này hư thì mình nghĩ là dục luôn đi chứ. Chúng ta như bạn là vậy này. Một cái mô hàng. Cái này mà thì chúng ta nếu mà mua ngoài thị trường thì nó cũng rơi vào hơn 100 ngàn. Đó. Rồi đây là một cái nhựa thông. Đó. Nhựa thông như đây là chúng ta xài rất là lâu nó mới hơi hết nha các bạn. Nhìn nhỏ vậy nhưng mà chúng ta nhựa thông chúng ta xài nó rất là tiết kiệm, nó không có hao. Đây là một cuộn chì 20 g. Đó, chì này thì tỷ lệ thiết này là 63/37. Cái loại này là rất là xịn nha. Cái loại này thì nó có khả năng làm nó chảy rất là ngon. Độ bóng thiết là rất là cao, mình đã xài rồi mình mới nói nha các bạn. Đó, và một cái dụng cụ hút thiết này. Thì cái dụng cụ hút thiết này tuy nó nhỏ nhưng mà nó rất là hay. Cái này thì được cái là chúng ta có thể mở ra rất là đơn giản, dễ dàng các bạn. Mở ra để vệ sinh, mở ra để đổ những cái thiết thừa trong này. Đó. Rồi rất là kín hơi các bạn. Rất là kín hơi. Cái này chúng ta hút thiết là vô địch luôn các bạn, trong những cái bo mạch rồi đó. Đó, thì cái combo thằng Thánh này á, mình bán cho anh chỉ có 101 thôi. Đó. Combo này chỉ có 101 thôi các bạn. Bốn món này bình thường chúng ta mua cái này lẻ 30, cái này 20, cái này là 60 cái này các bạn. Còn cái này nữa 80-90 ngàn nữa. Đó, không có giá ấy đâu nha, mình bán combo cho các bạn này, combo mỏ hàng thiết là 101 này. Đó, và đây các bạn thì mình cái sản phẩm Haco 936, quên, cái sản phẩm là NQ250 này thì mình cũng đang phân phối và đang bán chính hãng cho mình nha. Thì nếu mà anh em mua cái này chung với combo này thì mình chỉ tính cái combo này chỉ có 50 ngàn thôi. Ví dụ như anh em mua cái này. Đó, thì nếu mà anh em mua cái combo này chung với cái này á, mình tính là 50 thôi. Có nghĩa là anh em mua cái combo này chung với bộ này á, là 1.3 triệu nha các bạn. Thì bây giờ mình sẽ giới thiệu lại cái thằng mỏ hàng NQ250 này. Thì con này là mỏ hàng dùng viết áp xuyến NQ250. Đây, thì sản phẩm này công ty bên mình vừa mới có hàng lại. Khi mua người ta tặng cho anh em là hai cái mũi như thế này. Thì đối với hai mũi này thì chúng ta về có thể lấy cộng đồng 3 ly để chúng ta bẻ, 4 ly chứ, chúng ta bẻ như này là không cần phải mua thêm các bạn, người ta cho mình hai cái mẫu này. Đó. Thì mỏ hàng này á, ưu điểm của nó là sao các bạn? Nhỏ gọn nhưng mà ra công suất lớn. Thay vì chúng ta mua một cái mỏ hàng cùng công suất này mà dùng biến áp
chữ E các bạn, cái áo sắt á thì nó sẽ to gấp đôi gấp ba cái này, cầm rất nặng tay. Thì con này nó chỉ có trọng lượng chỉ có rơi vào khoảng, con này trọng lượng nó là 1,3 kg thôi bạn, rất là nhẹ nha. Bảo hành lên đến 1 năm, bảo hành chính hãng nha các bạn. Ví dụ như trong 1 tháng đầu anh em xài bị lỗi gì đổi sản phẩm luôn, sau đó thì mình sẽ tiến hành bảo hành, nghĩa là anh em hư nào để là mình mua đó. Còn anh em ví dụ như lỗi anh em thì ví dụ như làm vô tình rớt bể vỏ này, hoặc là cò mà vô tình nó gãy, thì có thể liên hệ bên mình để mình bán linh kiện cho anh em vẫn có hàng bình thường nha các bạn. Thì con này là được một công ty ở mình gọi là công ty Nhật Quang, từ Nhật Quang chuyên sản xuất những cái mỏ hàng công nghiệp như này. Thì con này thì có khả năng là sản sinh công suất 250W, có thể dùng để hàn tất cả các loại đồ điện lớn các bạn, ví dụ như những cái dây điện mà 6 chấm, 4 chấm rồi đó, nó ăn nhiệt rất là ghê. Thì chúng ta dùng cái này chúng ta hàn thì nó sẽ không có bị tình trạng là khô chì và không cháy chì á. Hoặc là hàn cọc bình ắc quy, hàn công nghiệp, hàn những cái đồ lớn các bạn. Đó. Thì cái đây thì nếu mà anh em xài điện tử thì nó hơi to. Máy anh em làm loa, làm đồ, làm motor rồi các bạn, anh hay dùng cái này. Nếu mà anh em mua chung với combo này thì nói chung là mua thì chắc chắn sẽ mua có combo rồi. Combo này luôn á thì bán cho anh em là 1,3 triệu. Còn anh em mua riêng cái món hàng này không thì mình sẽ tặng cho anh em là 3 món này. Mình sẽ tặng riêng cho anh em là 3 cái bộ này, là gồm một cái hút thiết, một cái chì và một cái cuộn nhựa thông, để anh em xài, trải nghiệm. Đó là mình bán 1,250 triệu nha các bạn. Còn anh em mua luôn cả combo này mình sẽ bán cho anh em là 1,3 triệu. Ok. Đây các bạn, thì cái ở mình đang có bán cái cuộn giấy bạc này các bạn. Đó, giấy bạc này là hàng Nhật về nha. Thì nói chung là cái này thì cũng là một cái sản phẩm xài trong gia đình đơn giản thôi các bạn, chỉ có 20 ngàn một cuộn như này. Mấy anh mua về tặng vợ nha. Đây thì cái cuộn này dùng để nướng thịt đó các bạn. Trong này thì nó sẽ gồm có một cái ống giấy bạc. Con này là nó dài 10 mét nha các bạn. Cái này là cái độ dài của cái cuộn này lên tới 10 mét. Anh em mua về để quấn thịt bò, heo, ba chỉ rồi đó, hay là quấn cá ngon nọc cá độ các bạn, để chúng ta làm những cái món ăn trong nhà. Giấy bạc thì lá rất là mỏng các bạn. Bình thường ra chợ thì cũng phải đi mua, cũng giá cũng tầm 2-3-40 ngàn một cuộn như này. Thì chúng ta có thể ủng hộ mình bằng cách là mua kèm với những sản phẩm khác, một sản phẩm rất là rẻ tiền, 20 ngàn thôi. Hàng của Nhật nha các bạn, toàn là tiếng Nhật không, hàng đây là hàng nhập khẩu Nhật luôn ạ. toyalimi.e.tb này của siêu thị Nhật. Nói chung là đồ này thì rất là an toàn. Nói chung là hàng Nhật thì nó khá là an toàn cho sức khỏe các bạn. Anh em yên tâm, không có bị hàng trôi nổi đâu. Anh yên tâm, ở đây là giấy thực phẩm. Chúng ta dùng để quấn tôm, quấn đồ nướng cho nó giữ được cái nước, hoặc là nướng cho nó khỏi cháy cái khác nữa. Rất là đẹp nha các bạn, rất là dài. Rồi, một cuộn giấy bạc như này á, 20 ngàn nha. Anh em có thể mua kèm với những sản phẩm khác để được free ship. Rồi, đây là cái bộ chuyển từ máy khoan sang cưa cắt tôn. Thì cái bộ này mình bán thanh lý 150 ngàn. Đây. Cái bộ này thì chúng ta mình giới thiệu quá nhiều rồi, lắp cáp vô cái khoan để thành một cái cắt tôn nha các bạn. Rất hay nha các bạn. Thì cái bộ này là cái bộ cải tiến đời sau nha các bạn. Đó, cái thanh này nó rất là dài, cái cục này nó rất là dài dặn, chứ nó không phải như hồi kia mà đó. Thì khi chúng ta cắt thì chúng ta sẽ đi theo mũi tên này, chúng ta mở chiều vô của máy á. Máy bắt vít mà máy khoan này được nha các bạn, nó sẽ dùng cái chân 635 này. Cắt tôn rất là ngọt, cái này thì mình review khá là nhiều rồi. Rồi bộ này thì gắn y như vậy này các bạn, máy không pin là được nha, máy không điên không bị gì cũng được nha. 150 ngàn. Mình còn được một ít cái bộ nam xích này, thanh lý 90 ngàn cho anh em luôn nha. Thì cái bộ này nói chung là nó sẽ gắn vô một cái máy mài cầm tay đó, nó chuyển từ cái bộ máy cầm tay này thành một cái cưa lam, cưa xích đó, để chúng ta cắt cây, cắt cành, cắt củi rồi ở nhà đó các bạn. Nó để trong này nó rất là đầy đủ đồ rồi đó, nó gồm có dây xích rồi bình dầu này, rồi lưỡi lam, lưỡi đồ đầy đủ hết các bạn. Khi chúng ta lắp ráp vào thì nó sẽ thành một cái cưa như này,
sản phẩm này cách đây khoảng 2 năm thì nó hot cực kỳ luôn các bạn. Nó mới ra mắt á. Bây giờ thì nó cũng bình thường là đồ ai cũng có. Nên anh em nào chưa có thì có thể mua bên mình với giá 90 ngàn nha. Rồi. Một cái dụng cụ nó hơi ngoài lề xí, đó là cái bộ dụng cụ để kích bình ắc quy dùng cho mấy anh em đi ô tô. Này, thì cái cuộn dây này các bạn, bên mình chỉ có cái loại dây to như này các bạn. Cái cuộn dây này thì bên mình đang có cái loại là 4m 2000 ampe. Thì anh em mà ở nhà có ô tô riêng thì khi đi đâu các bạn, chúng ta bỏ cái này vào cốp xe nha. Để lỡ vô tình mà bình chúng ta nó có hết bình đột ngột trên đường á thì phải nhờ một chiếc xe đi khác đi trên đường, người ta sẽ dùng cái xe họ, người ta kích bình giùm mình. Chứ còn ví dụ như không có cái dây này thì cũng bắt tiền các bạn. Thì thường thường bây giờ thì xe nào nó cũng sẽ trang bị cái này đó. Nhưng mà chúng ta có vẫn hay hơn. Một đầu chúng ta kẹp vào bình xe họ này, một đầu chúng ta sẽ kẹp vào bình cho chúng ta. Thì cái này thì dây nó rất là to, dây chống cháy, dây silicone nha đó. Và lõi nó thì cũng to lắm các bạn. Lõi con này thì lõi đồng nha các bạn, lõi đồng cũng to. Các cái đầu này là bằng đồng hết. Đó, một cuộn như thế này này, đợt này mình bán cho anh em là 170 cành nha các bạn. Giá thì sẽ hơn 100 ngàn xí thôi, nhưng mà rất là hữu hiệu. Cuộn này dài 4m nha các bạn, có hai dây âm dương. Nói chung là những cái này thì chúng ta mua thì cũng không bao giờ muốn dùng đến nó nha các bạn. Những cái đồ này thì không bao giờ muốn dùng tới, nhưng mà một khi nó đã dùng thì nó phát huy tác dụng rất là hay. Những cái đồ về cứu hộ trên đường này anh em nên có, 170 ngàn. Rồi, khăn 3M các bạn. Cái khăn này thì đợt này mình sẽ giảm giá còn 20 ngàn một cái nha các bạn. Đó, bên mình thì sẽ không có cái khăn nhỏ. Cái khăn 30-30 thì mình không bán, mình bán cái khăn to luôn. Anh em xài cho nó dễ. Đó, khăn nhỏ thì nó mật ngồi một nửa này, nó cũng phải hai mấy ngàn rồi. Nhưng mà mình bán khăn to cho anh em luôn. Đó. Cái khăn này là độ thấm hút và siêu thấm hút nha các bạn. Bề mặt vải là rất là mềm mịn, giúp cho là những cái bề mặt sơn chúng ta nó không có bị trầy, bị xước á. Giúp cho không bị trầy, bị mặt sơn, mặt đồ. Rồi thấm hút nước tốt, anh em rửa xe xong nó đau lòng nó khô. Ngoài ra thì chúng ta có thể sử dụng nó để lau kính, lau đồ này kia trong nhà nữa bạn. Khăn 3M nha. Đây, khăn. Ok, giá là 20 ngàn nha các bạn. Khăn là diện, cái cổ nó là, diện tích nó là 30x60. Nó kích thước là 30 này, nhân với 60 này, rất là to. Mình còn cũng khá nhiều ạ. 20 ngàn một cái, ok. Rồi, bạc giường quân đội các bạn. Đây, thì nói đến cái giường quân đội thì bây giờ mình chắc chắn là trong nhà chúng ta sẽ, ai mà hồi kia còn giữ lại được cái giường thì chắc chắn nó sẽ hư cái bạc này thôi. Tại vì cái sản phẩm này mình bán rất nhiều rồi, mà kia mình có bán giường, bây giờ hết giường nha các bạn. Thì ngày xưa thì có cái giường, thì anh em nào mà bị rách cái bạc á là chúng ta mua cái miếng này về chúng ta thay vô. Dừa như dinh nha các bạn. Cái này thì nó rất là căng. Người ta may bằng cái vải dù này. Cái vải này thì một ưu điểm lớn của nó là nó không có bị giãn. Anh em nằm cho dù nó có võng xuống thì khi mà anh em mở ra thì nó cũng sẽ căng lại thôi. Thì cái giường quân đội thì nó chỉ có một cửa thôi các bạn. Anh em cứ nhà ai mà có cái khung nhôm còn sót lại á thì chúng ta có thể mua cái này về để chúng ta thay thế vô. Chứ để bỏ cái khung các bạn, nhiều cái đây thiệt sự chứ nếu mà chúng ta cần mua, nhiều khi mua cũng không có nha các bạn. Nhưng anh em nào mà có còn khung thì mua ủng hộ mình một tấm nha, 500 ngàn mình bao ship tận nhà các bạn. Đó, vải đây mình bao cho anh em xài, bảo hành cho anh em là bị đồ võng nha. Ok, đây các bạn, bộ áp suất lốp này. Đây, cái bộ áp suất lốp này thì anh em nào mà có ô tô á, chúng ta nên trang bị một bộ nha các bạn, nó rất là hay. Thì bộ này á là đó, khi chúng ta mua về thì chúng ta lắp đặt nó vô cùng đơn giản luôn các bạn. Đây, chúng ta lột cái miếng này ra nha. Trên này thì nó sẽ có cái màn hình đó. Chúng ta mở, mình thì mình ít quan tâm đến những nút khác lắm các bạn. Mình chỉ quan tâm tới một cái nút chính của nó là nút nguồn thôi đó. Đây, lột ra là để năng lượng mặt trời nó sạc này. Anh em để trên nắp tắp lô xe đó. Cái này thì chúng ta sẽ dán xuống, có một miếng keo hai mặt này để chúng ta dán lên cái cửa, cái tắp lỗ xe. Đó. Trong này nó có pin sẵn rồi nha các bạn, nên khi mà anh em đi di chuyển thì nó sẽ tự động sạc. Hoặc là chúng ta nếu mà trời mưa miết không có nắng thì chúng ta sạc cái lỗ này. Đó,
Còn cái này thì một số bác là chưa hiểu lắm về cái này thì mình giải thích lại nha. Thì trên này thì các bạn nhìn này, nó sẽ có cái đầu xe và cái đuôi xe. Nó có áp suất lốp 4 lốp này các bạn, thì chúng ta sẽ tương ứng nha. Còn cái số bên này là cái nhiệt độ nha các bạn. Cái nhiệt độ của cái lốp, nghĩa là cái nhiệt độ hơi á, nó sẽ đo được cái nhiệt độ của lốp như bánh xe như thế nào. Thì đây là cái sách hướng dẫn, cái này không cần thiết các bạn, chúng ta chỉ cần lắp lên thôi. Trong này nó có một cái bộ cà lê này. Đó, nó có bốn cái con ốc đồng. Thì con này chúng ta vặn trước nha bạn. Con này chúng ta vặn vô chân van trước, mục đích là để nó khóa lại, nó khóa cái chân van chúng ta lại, nó khỏi rớt cái nắp ra và nó ngăn ngừa bị lấy cắt nữa các bạn. Đó, và cái cà lê này. Cái cà lê này thì chúng ta phải giữ lại nha. Chúng ta đừng có bỏ mất cái cà lê này, nó rất phiền phức các bạn. Có cà lê này chúng ta mới thao tác nó dễ dàng được. Và trong này thì nó sẽ có bốn cái van này. Anh em để ý là A, B, C, D nha. Chúng ta sẽ tính từ ghế tài trước. Đây các bạn, đây là cái... Khi mà vừa hiện tại thì nó sẽ chưa có cố gắng vô xe thì nó sẽ không có áp suất nha. Còn khi gắn vô thì nó sẽ hiện lại. Thì mình lấy một cái thử. Thì ở trên này nó sẽ có bốn cái đầu van các bạn. Ở đây gọi là người ta gọi là áp suất van, van ngoài nha. Thì cái van ngoài này thì nó cũng tiện lợi hơn cái van trong. Đó, chúng ta lắp đặt nó không có tốn cực chi phí. Còn cái van trong thì anh em nào có điều kiện thì mua nó đắt hơn nhưng mà nó xài lâu hơn. Nó xài tới 4 năm trời nó mới hết pin. Đây thì nó sẽ có là A, B, C, D. Thì tương ứng với ghế các bạn. Ghế A là bên tài, B là bên phụ, C là bên sau tài, D là bên sau phụ. Đấy. Đó, thì chúng ta về nếu mà anh em không rành thì chúng ta có thể dò bạn. Lấy cái van đầu tiên này, bỏ vô thử bánh nào thì nó hiện bên đó. Thì chúng ta sẽ đem cái đó chúng ta bỏ cho hợp lý nha. Chúng ta nên bỏ theo đúng thứ tự để lỡ mà nó xảy ra trường hợp nào đó chúng ta còn dễ quan sát. Và cái anh em lưu ý là cái này nó xuống 2 chấm là nó sẽ kêu nó báo hiệu nha bạn. Nó xuống 1.9 là nó sẽ báo hiệu cho anh em phải bơm lốp lên. Còn nó lên quá 3 chấm á, là nó sẽ báo nha bạn. Có nghĩa là chúng ta sẽ duy trì cái áp suất lốp chúng ta là lanh quanh 2.5 đến 2.7 thôi. Đừng có để căng quá đi nó dòng xe lắm các bạn. Đó. Rồi ở đây thì cái bộ này thì đợt này mình giảm giá rất là nhiều nha bạn. 400 ngàn thôi, bao ship luôn. Bộ này thì đợt này giá nó còn chỉ có 400 cành thôi. Đây các bạn, 400 ngàn và ship. Tiếp theo là cái võng nè các bạn. Cái võng quân đội. Không phải gọi là cái màu camo đi, chứ còn nó là không phải quân đội nha các bạn. Đó, thì cái võng này có khả năng là gấp gọn. Xếp này. Đó, thì khi mà chúng ta chưa gấp gọn thì nó như là một cái túi sách chúng ta đi đâu cũng được. Sách đi chơi, đi đồ. Và ba tia thì kéo như thế này. Còn khi mà... chúng ta đi lên núi, đi lên rừng hoặc là đi camping, cắm trại, đi đâu, đi giữ dưa, giữ lúa, giữ đồ các bạn. Đây chúng ta đem theo chúng ta trải chúng ta ngủ nha. Thì trong này nó có sẵn một cái mồm chống mũi này. Đây, cái mồm chống mũi này các bạn. Đó. Cái này thì chống được mũi nha. Đó. Rồi chúng ta cột lên chúng ta ngủ. Thì cái bộ này thì nó cũng khá là hay, tiện lợi. Đó, mình thì mình sẽ bán cái bộ này chỉ có 201 mình bao ship tận nhà anh em luôn nha bạn. Video này là video 200k bao ship nha. Ok. Rồi, hôm nay thanh lý cho anh em mấy cái này nha. Thì hôm nay mình sẽ thanh lý cho anh em là cái đèn năng lượng 200W như này. Cái đèn này thì nói chung là bây giờ mình sẽ bao pin cho anh em tầm 5 tiếng nha các bạn. Không phải là đèn này sáng 5 tiếng. Bình thường nhà sản xuất công bố là nó sáng tới 10 tiếng, 12 tiếng nhưng mà bây giờ mình sẽ bao anh em 5 tiếng thôi. Giá thì mình bán 420, giá chỉ có bằng bằng nữa. Cách đây mấy tháng mình giảm rất là nhiều rồi. Đợt trước nó ta 600 mấy, đợt này chỉ 420 thôi. Mình bao pin tất cả các loại đèn năng lượng bên mình hiện tại là mình bao 5 tiếng nha. 5 tiếng này đủ rồi các bạn. Bên này là trong này là nó sẽ có chúng ta là remote này, pin, pin remote sẽ hướng dẫn sử dụng này. Thì tất cả những cái đèn nào thì mình sẽ kiểm tra trước khi mình gửi cho các bạn nha. Đây là cái thiết kế của đèn này. Đó, con này thì nó sẽ có được cái này mình anh em về anh em tự lột nha các bạn. Đó, hiện tại thì nó cũng đã có thì anh em bấm lên này các bạn. Ánh on off thì nó có một cái đèn hồng ngoại nó sáng là nó đó. Khi mà anh sáng vừa tắt thì nó sẽ sáng lên như này. Đó, cái mót này chúng ta điều khiển. Cái mót này thì nó có mấy chế độ thôi các bạn. Hẹn giờ, sáng ít, sáng nhiều. Đủ kiểu.
rất là hay nha các bạn. Đó, thì cái đèn này thì mình để rất là lâu rồi nhưng mà vẫn còn lưu pin này các bạn, sáng rất là nhiều nha. 1, 2, 3, 4, 5, 6 bằng led. Cái đèn này gọi là đèn cánh bướm này. Đó. Thì con này là thiết kế nhựa nha. Đó. Bên trên này, bên trên này thì nó sẽ làm một cái tấm pin. Đó. Anh em lưu ý là khi đặt cái pin tấm này thì chúng ta đặt ở những nơi mà có ánh sáng nhiều nhiều một chút cho nó mới đủ độ sáng nha các bạn. Ok, giá thì chỉ có 420.000 cái đèn này nha các bạn, 200W nha các bạn. Tiếp theo là cái đèn này nha các bạn, cái đèn này là 300W này. Đó. Thì full bộ nó sẽ có những cái thứ này. Đó, tất nhiên là remote, radio là đầy đủ nha các bạn. Đó, đây là bộ ốc vít của nó, thì cái này cũng chả quan trọng đâu, chúng ta về chúng ta tự sắm cũng được. Đây là cái cây của nó này, đặc biệt cái con này là nó có được cho ta cái ống tiếp. Đó, ống tiếp này thì chúng ta gắn ở đây. Đó, rồi chúng ta lắp cái này lên. Đó, chúng ta siết ốc lại. Đó, chúng ta gắn lên tường, lên đâu đó để nha. Thì con này là đèn 300W. Đó. Đó, hiện tại là đang hết pin các bạn. Đó, bây giờ có pin rồi này. Đó. Thì chúng ta mà đó, bây giờ để cho nó khô, nó đang nạp pin thì nó khuất ánh sáng này, nó sáng này các bạn. Và khi có ánh sáng thì nó sẽ tự nó tắt nha các bạn. Thì tất nhiên là mình sẽ bỏ kèm cho anh em remote đồ đầy đủ nha. Còn cái đèn này thì nó 300W nó sáng hơn, một cái ô như vậy là 100W này. Đèn này nó to và nó sáng hơn kia một tí. Còn ta lắp đặt, anh em lưu ý là khi lắp đặt thì chúng ta sẽ để đúng thứ tự như vậy các bạn. Chứ anh có nhiều anh em để như vậy nó vô nước nha các bạn, nó vô nước phía dưới này nha. Đó. Đừng có nghĩ nó trong nước là chúng ta muốn để sao để nha các bạn. Rồi. À, cái đèn này thì giá chỉ có 530 cành thôi. Ok.